chân dung người chồng thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Thu Hà. Khác với Việt Trinh và Diễm Hương, với những cuộc tình để lại tốn giấy mực của dư luận, chuyện yêu và kết hôn rồi ly hôn của Thu Hà diễn ra bình lặng hơn. Dù nó từng làm cô đau đớn và xót xa, người chồng cũ ngày xưa của cô khi chia tay với Thu Hà không muốn chị được chăm sóc con cái. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, cô chỉ được gặp con 15 phút. Nỗi nhớ con quặn thắt càng khiến chị khao khát có một mái ấm mới, một tình mẫu tử mới để chị được bù đắp cho mình hạnh phúc, tưởng chừng như rất đỗi đời thường ấy. Chuyện tình yêu của Thu Hà cũng được ít nhắc đến hơn. Nếu như Lê Công Tuấn Anh là người tình trên màn ảnh, thì ngoài đời, người đàn ông từng được Thu Hà nhắc đến với sự nghiêm túc, trân trọng hơn cả chính là đạo diễn Trần Lực. Khi vị đạo diễn tài hoa này đang sống trong cảnh gà trống nuôi con, thì Thu Hà cũng vừa đi qua một cơn bão cuộc đời. Trong giây phút ngập ngừng, vu vơ nào đó, nữ diễn viên tài hoa đình đám trên màn ảnh Việt, chợt cô đã thổ lộ rằng anh Trần Lực có hẹn sẽ đến đón tôi, nhưng hôm đó trời mưa nên anh ấy không đến. Nếu hôm đó trời không mưa, biết đâu, cô ngập ngừng nói. Thần tượng của chị là diễn viên Trà Giang, Như Quỳnh, và chị thích vẻ đẹp hiện đại của diễn viên Tăng Thanh Hà. Chị vẫn dõi theo màn ảnh như một khán giả bình thường và cũng có những bình phẩm thật sắc bén. Nhưng cuối cùng, điều chị lựa chọn vẫn là gia đình, bởi hạnh phúc đối với Thu Hà mới bình dị làm sao. Đó là lúc tôi chăm sóc cho ngôi nhà, có những khi người giúp việc về quê, tự mình phải chăm lo cho ngôi nhà của mình, chăm sóc hạnh phúc gia đình, chồng con của mình. Tôi vừa lau nhà vừa nghĩ, liệu đến khi chồng mình về thấy nhà cửa sạch sẽ thế này, có biết là chính mình vừa dọn dẹp lau chùi hay không? Hay anh ấy chỉ thấy những sạch sẽ này là hiển nhiên, là ngày nào cũng như vậy, chứ đâu quan tâm là ai làm đâu. Sau khúc cua quanh dòng nước chảy sẽ đều, nhưng tiếng róc rách bình yên ấy lại do chị tạo ra, không chạy trốn ở ẩn. Bởi Thu Hà cho rằng để giữ gìn hạnh phúc, người phụ nữ phải biết cân bằng mọi thứ nhu cầu của gia đình và của chính mình. Nghệ sĩ Thu Hà tên đầy đủ là Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1970 tại Tuyên Quang. Cô là một nữ diễn viên người Việt Nam vào những năm thập niên 90. Thu Hà được biết nhiều với biệt danh tiểu thư lá ngọc cành vàng. Thu Hà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nhưng đường đời của cô lại khá chân chuyên. Nữ nghệ sĩ phải trải qua hai lần đò mới tìm cho mình được bến đỗ hạnh phúc thật sự. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô tan vỡ khi đứa con trai đầu còn quá nhỏ. Mãi sau này, khi cô gặp người chồng hiện tại, một doanh nhân hơn cô 15 tuổi, cũng qua một lần đổ vỡ nên thông cảm và rất yêu thương cô. Với Thu Hà bây giờ, chị không đòi hỏi gì ngoài việc chọn một lối sống giản dị và khiêm nhường. Ở đó, chị được làm tròn bổn phận một người vợ cũng như một người mẹ. Hiện tại, nữ diễn viên có hai người con trai lớn của chị năm nay đã ngoài 20 tuổi và con trai thứ hai cũng đã hơn 10 tuổi. Cuộc sống hàng ngày của cô là dậy sớm và đạp xe một vòng quanh Hồ Gươm rồi về lo bữa sáng cho gia đình. Nếu có lịch tập hay lịch diễn ở sân khấu thì cô lại đến nhà hát, nếu không thì ở nhà đọc sách. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đánh kênh, like, chia sẻ hậu kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.